Trong video này Ad sẽ giới thiệu với các bạn trận đấu hay của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất và Nhiếp Thiết Văn diễn ra hôm nay ngày 5 tháng 5 tại vòng 4 lượt đi của vòng đấu loại trực tiếp trên đấu trường Ất Tổ 2023. Mời các bạn xem cờ vui vẻ.
将军，吃。 将军。 Đến đây Nhiếp Thiết Văn thấy mình đã vỡ sĩ tượng, không thể chịu nổi sự tấn công của xe mã tốt. Nên đã buông cờ nhận thua sớm. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.